Ủa, mong các bạn ở thế giới thứ ba đừng hiểu lầm. Mình nói đích danh con Lisa Phạm, hiện giờ đang sống ở bên Mỹ. Cái con chó cái mày, ta nói cho mày nghe, con chó hồi xưa mày ở trong B38, hằng đêm mày bị tụi nó hành hạ mày cỡ nào hả? Không phải là nhà nước hay là công an hay là ai hành hạ mày hết. Vì cái bệnh của mày, nếu mà đêm nào mày mà thiếu cái đó là mày chịu không nổi. Mày nằm ở dưới hầm bô á, mày khóc lóc, mày năn nỉ, mày vang lên, mày ỉ ôi. Nghe không? Mày làm biết bao nhiêu tờ kiểm điểm, mày xin tha cho mày. Để mày được trở thành một con người công dân tốt. Mày trở thành một người Việt kiểu yêu nước. Nhà nước này tin lầm mày. Nghe không? Với lại họ vì cái tình bang giao giữa Việt Mỹ, cho nên họ chấp nhận tạm tin mày, cho Mỹ bảo lãnh mày trở về lại, trục xuất mày về khỏi Việt Nam. Bây giờ mày ra được rồi, mày ngồi với nó mày chửi mày rủa, thấy không? Cái gì mày cũng chửi được. Mày xuyên tạc, mày bóp méo, mày đọc ba cái tờ báo âm binh chư vậy ở đâu, ở trên YouTube á, mày đem xuống rồi mày xuyên tạc. Tao nói thiệt cho mày nghe, cái dạng của mày á, là một ngày á, mà lấy 45 phút đó để mày câu view câu like, mày làm để mày kiếm tiền, chứ không ai mà đưa tin cho mày hết á. Tao nói cho mày nghe, mày xạo à mày. Bà mẹ mày, tao sẽ làm một cái chương trình giống y chang mày luôn. Nay thì người này cho tiền mày, mai mày xạo xạo mày cho tiền mày. Mẹ mày. Giờ tôi nói luôn những cái người ở cộng đồng mạng ở tuyến bên kia luôn, những cái người mà chống cộng cực đoan, tôi nói cho mấy người nghe, mấy người phải dạy dỗ lại cái con Lisa Phạm, đúng không? Nếu mà mấy người còn tiếp tục tất cả những cái bài của nó nói, mấy người cũng lấy ra xong rồi mấy người dặm mắm thêm muối vào, đúng không? Thấy không? Để mà tiếp tay cho nó, để mà mỗi ngày nó lên nó hót nó hò. Bà mẹ có lũ tụi mày, đúng ra là tao nói thiệt, tao là một con người, nghĩa là mặc dù tao là người vô học thật, nhưng mà tao vẫn đối xử văn minh lịch sự của tụi mày. Bởi vì chửi chúng mày tao biết, thừa biết là chỉ có tốn hơi mệt sức thôi, không có được cái gì đâu, tụi mày cũng không có nghe, đúng không? Rõ ràng tụi mày không có nghe, nhưng mà chúng mày càng ngày càng đi lún sâu vào cái con đường tụi mày thuộc về rồi, coi như không còn chị được nữa rồi. Một cái lũ mà chống cộng cực đoan của tụi mày ở bên nó rồi, bây giờ chỉ có hở đứa nào là đập chết đứa đó thôi, chứ không có mà chừa tụi mày được. Tao nói thật luôn. Cho nên qua cái clip này tôi cũng muốn gửi đến những đồng bào yêu nước, những đồng kiều bào yêu nước sống xa quê hương Việt Nam của mình. Đừng bao giờ tin vào lời chúng nó. Nếu về cái mặt trận này, tôi bảo đảm những người trong nước của chúng tôi sẽ không làm gì được chúng nó. Bất quá chỉ có lên mạng để mà chửi qua tụi nó cho tụi nó nghe thôi. Thậm chí mà mình lên diễn đàn của tụi nó, mình cũng không có phản biện được, vì chúng nó không có cho lên. Lên nói được vài câu là chúng hất xuống. Thì tôi mong rằng nếu như kiều bào yêu nước thật lòng, thật sự, chúng ta nên đoàn kết lại. Và hãy mạnh dạn lên nữa để mà phụ giúp với chúng tôi trong nước. Chứ nếu như để cho chúng tôi ở bên này, chúng tôi phản biện ra, còn quý bà con, đồng bào của bác ở bển yêu nước, chào Trần Minh Mẫn. Nếu như quý bà con đồng bào yêu nước ở bên đó mà sợ chúng nó, mà tiếp tay cho chúng nó bằng những đồng bạc, những đồng tiền lẻ, mà không dám đứng lên vì quê hương, vì đất nước của mình mà đoàn kết lại, để mà đập tan những cái luận điệu của tụi nó,
hoặc là đưa ra Quốc hội Mỹ để mà tẩy chay chúng nó, tẩy chay cái lá cờ vàng của chúng nó đi. Chúng tôi thật sự ở bên trong nước không làm gì được, thật sự mà nói, chỉ có mà lên mạng mà chửi rủa chúng nó thôi. Và chỉ có con cách là truy tìm những cái thằng nào, con nào ở bên này bưng bô cho chúng nó để mà tiêu diệt chúng nó ở trong nước. Cái mặt trận trong nước chúng tôi lo được, nhưng còn ở phía bên ngoài nước, các nước Úc, Mỹ, Canada và một số nước khác mà có những cái lũ mà chống cộng đoàn nó ẩn náu ở bên đó, nếu bà con kiều bào cứ ngày nào cứ sợ hãi chúng nó, tại sao chúng ta không đoàn kết lại? Chúng nó đoàn kết được, chúng nó lập băng lập nhóm được, thì tại sao chúng ta không được, không lập băng lập nhóm được? Chào Tuyên Đông, chào Trần Minh Mẫn. Tại sao chúng ta không lập ra những cái tổ chức? Chúng ta sợ nó à? Tôi biết rằng quý bà con đồng bào yêu nước ở bển đã nhìn nhận ra được cái sự phát triển của đất nước Việt Nam ngày đó một lên một cái tầm cao mới. Tuy rằng nó cũng còn có một số mặt yếu kém, chưa phát triển, nhưng tôi nghĩ rằng một thời gian, cái gì đó cũng phải có một cái thời gian thôi. Bởi vì chúng ta đã trải qua một thời gian chiến tranh quá lâu rồi, rồi chúng ta còn bị cấm vận về vấn đề thương mại với các nước trên thế giới, chúng ta chỉ mới nối lại đây. Nhưng mà quý kiều bào cũng biết rằng 20 năm qua với bao nhiêu sức con người, từ lãnh đạo của nhà nước, từ những người dân lao động cho tới những người dân làm ăn lớn, họ đều cố gắng, họ xây dựng cái đất nước này mới có được ngày hôm nay. Như nơi tôi đang ngồi đây, nếu như 10 năm trước đồng bào về đây thì nó rất là hôi thối, thậm chí người đi qua còn phải bịt mũi lại. Nhưng hôm nay thì các bạn cũng biết rồi, mọi người cũng biết rồi, cũng có những người đi về cũng đã biết rồi, cá nó bơi lội tung tăng, tức là môi trường nó cũng đã được sạch. Tuy rằng nó chưa được hoàn thiện nhưng nó cũng được đạt tới 80-90%. Ok, cái gì nó cũng vậy, nó cũng phải có một cái thời gian, chứ không thể nào mà chúng ta một bước mà lên mây được. Cho nên hôm nay tôi xin chào Minh Lê, chào Apathy. Cho nên tôi mong rằng với một lời nói chân tình của tôi là một người dân Việt Nam cũng cùng dòng máu da vàng với các bạn và mọi người kiều bào, đồng bào kiều bào yêu nước đang ngày đêm trông ngóng về quê cha đất tổ, nên phụ giúp anh em chúng tôi một tay, chúng ta hãy mạnh dạn lên nữa, đoàn kết lại, nâng cao ngọn cờ đỏ sao vàng, ngọn cờ mà được tất cả các nước thế giới đang công nhận là một ngọn cờ đại diện cho đất nước Việt Nam, là đại diện cho quê cha đất tổ của các vị. Chúng tôi mong rằng các vị đừng vì sợ hãi bọn chúng. Nếu chúng ta cứ sợ hãi bọn chúng như vậy, chẳng khác nào chúng ta làm ngơ, hoặc trực tiếp hoặc là gián tiếp để cho bọn chúng ngày một bành trướng. Bọn chúng như là một bọn giặc ngoại xâm. Chúng tôi biết quý vị đang sống một cái đất nước mà được gọi là chào Nguyễn Phúc, được gọi là một đất nước rất là tự do về các cái, về mọi mặt, thì tại sao chúng ta không mạnh dạn đứng lên để chống lại cái bọn chuyên xuyên tạc về đất nước, bóp méo sự thật về đất nước? Chẳng lẽ chúng ta suốt ngày cứ phải cúi đầu để cho bọn chúng hành hạ mình sao? Những gì bọn chúng làm được chúng ta cũng phải có, quý vị cũng có thể làm được mà. Bọn chúng lập ra triều đại Việt, lập ra triều đại Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa trở lại của Võ Trung Trực. Chào Sơn Võ và tất cả những cái băng nhóm như là Đào Minh Quân,
đó. Và một lần nữa chào Sơn Võ cùng quý vị trên diễn đàn. Chúng nó lập ra được thì tại sao mình không lập ra được? Nếu quý vị thật lòng yêu về quê cha đất tổ của mình thì quý vị phải sẵn sàng đứng lên, đừng sợ gì hết. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng tà gian. Ok. Tại sao chúng ta phải ngồi và cúi đầu để cho bọn chúng lồng hành? Chúng ta hãy xem bọn chúng là một đám giặc, chúng ta cần phải tiêu diệt. Ông bà xưa có từng nói giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh.